Mẹ bảo khi đi phải nhấc chân lên khỏi mặt đất, không kéo dép lẹt xẹt mới là người thanh tao. Khi nhai phải từ tốn, môi khép vào, không được chóp chép, không được húp sùm sụp mới là người lịch sự. Khi gắp thức ăn, không được xới tung lên chọn cái miếng mà mình thích. Không được gắp miếng này lên, bỏ xuống lại chọn miếng khác mới là người biết điều và nhường nhịn. Khi quét nhà phải quét sạch từ trong ra ngoài, cả trên cả dưới mới là người cẩn thận, biết nhìn toàn cảnh chứ không cắm mặt biết mỗi lối đi. Khi quét sân phải quét luôn cái đường đi trước cửa nhà mình và tiện tay quét luôn cho nhà hàng xóm để tất cả cùng sạch mới là người có trách nhiệm với cộng đồng. Khi làm lỗi phải biết dũng cảm nhận lỗi, xin lỗi rồi sửa chữa mới là người biết hướng thiện. Khi chưa biết phải hỏi, khi dốt thì phải học, không được giấu dốt và lắng nghe người khác chỉ dạy thì mới là người khôn ngoan và hiểu biết. Khi thấy người ta không biết thì phải chỉ dạy mới là người đàng hoàng. Khi thấy người ăn xin cơ nhỡ phải biết chia sẻ giúp đỡ mới là người biết yêu thương. Khi thấy người mà xa cơ thì phải nhận cái sự giúp đỡ của mình, không được hỏi về quê quán và giúp người nên không cần phải để người ta có cảm giác hàm hơn. Tôi hỏi mẹ, nếu con làm được tất cả những điều mẹ dạy thì con thành người như thế nào? Mẹ cười, thành người bình thường con.